nám lâu năm, nám nám đinh chân sâu, nám lì lịt liệu có hết được hay không? Thì các quý khách hàng nào đang gặp tình trạng về nám đinh, nám mảng, tàn nhang đốm nâu đồi mồi thì đừng bỏ qua video livestream này của Mai Sa nhá. Hiện tại Mai Sa đang phát livestream trực tiếp hiện trạng của một chị khách hàng trước khi đến với Mai Sa làm da. Da nám đinh, nám đậm, rất là đậm này, bị rất là lâu rồi. Lì lì thai bên má luôn ạ, bên trái có, bên phải cũng có luôn. Và làm cho da của chúng ta đen tối hơn này, sắc tố, tăng sắc tố, nám đinh chân sâu rất là lâu rồi. Mà để làm cách nào để hết loại bỏ hết nám được thì rất là may mắn là hôm nay chị đã biết đến với Mai Sa. Và đến với Mai Sa để làm bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại, cũng như kết hợp sản phẩm Dr. Magic về nhà sử dụng. Thì các quý khách hàng có tò mò xem trong cái quá trình để loại bỏ nám như thế nào không ạ? Thì Mai Sa sẽ phát livestream trực tiếp cho tất cả quý khách hàng xem công nghệ nhà Mai Sa vi diệu như thế nào nhá. Đó. Các quý khách hàng có thấy không ạ? Đầu tiên là trên màn hình livestream hiện tại là những cái chấm đỏ đỏ trên màn hình livestream đấy ạ. Các quý khách hàng thấy không ạ? Đó là những cái tia định hình, những tia định hình màu đỏ trên làn da của chị khách hàng này, nhằm mục đích là định hình lại những cái nốt nám, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi. Mục đích chính ở đây là khi mà mình chiếu trực tiếp vào cái phần nám, không chạch cho những cái vùng da, những cái vùng da lành nha, mà mình chỉ làm vào những cái vùng mà nám, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi, chính xác vào những vùng da đó. Đó là công nghệ Viking Spectra. Khi chiếu ánh sáng này sẽ giúp nghiền nát, phá vỡ, phân hủy và đào thải tất cả những sắc tố melanin trên mặt da chúng ta, gọi là nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi. Và đào thải ở đâu ạ? Đào thải qua ba con đường. Thứ nhất là sau khi mình làm công nghệ này về nhà, da mình sẽ bong nhẹ li ti sủi sủi trên bề mặt da như màng cám gạo. Và thứ hai là trong cơ thể chúng ta có một loại tế bào là đại thực bào. Sau khi những cái mảnh vỡ vụn li ti của nám được nghiền nát thành những mảnh vỡ vụn li ti chạy lung tung trong cơ thể chúng ta, thì nhiệm vụ của đại thực bào là tới dọn sạch và ăn hết đi. Và con đường thứ ba là qua hệ bài tiết và tuyến mồ hôi. Nên trong cái thời gian mà mình kết hợp loại bỏ nám và sử dụng sản phẩm Dr. Magic, Mai Sa luôn luôn tư vấn cho tất cả các quý khách hàng là mình sẽ uống giúp em ít nhất là 2 đến 3 lít nước một ngày để cho cái quá trình loại bỏ và đào thải nám một cách nhanh nhất và một cách tốt nhất nha các quý khách hàng nha. Các quý khách hàng thấy không ạ? Đây là công nghệ Viking Spectra của nhà Mai Sa nha. Các cái tia định hình đốm đỏ đỏ này nhằm định hình chính xác những cái nốt nám, để chiếu trực tiếp vào những cái nốt nám này, giúp bóc tách, nghiền nát, phá vỡ và phân hủy đào thải tất cả những sắc tố thâm sạm trên da của các chị khách hàng nha. Và công nghệ của nhà Mai Sa thì hiện tại đang được ưu đãi sâu, ưu đãi sốc luôn trong chương trình khuyến mại kỷ niệm 25 năm thành lập hệ thống thẩm mỹ viện Mai Sa. Và ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2023 là ngày kỷ niệm ưu đãi cuối cùng cho tất cả quý khách hàng rồi. Nên các chị em nào đang gặp tình trạng về nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi thì nhanh chân ghé tại Mai Sa nhá. Thì hiện tại nếu như các quý khách hàng đến cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa mà đi top 3 người thì sẽ được ưu đãi giảm 50%, là chỉ còn có 400.000 đồng một lần chăm sóc da bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại thôi ạ. Đi top 2 người thì sẽ được giảm 40%, là còn 480.000 đồng nha. Còn đi top đi một mình thì sẽ còn 560.000. Hoặc là các chị em nào mà đi hoặc là chưa sắp xếp được thời gian đến với cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa, mình đặt mua online để lại số điện thoại trên livestream này thì sẽ còn là 560.000 đồng một lần làm nha. Và bên cạnh kết hợp với cả công nghệ tiên tiến hiện đại thì mình sẽ kết hợp thêm sản phẩm của nhà Mai Sa nha. Đó là sản phẩm Dr. Magic nha. Đối với da nám, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi thì mình kết hợp giúp em, đó là bộ N3. Bộ N3 thì gồm 3 sản phẩm. Thứ nhất là kem dưỡng ẩm sâu từ bên trong, có công dụng là nuôi dưỡng da sâu từ bên trong, giúp da của mình khỏe hơn, da của mình cấp nước phục hồi đầy đủ các dưỡng chất dưới da. Dưỡng ẩm, dưỡng sâu từ bên trong nha. Vì khi có một cái làn da đẹp thì trước tiên chúng ta phải có một làn da khỏe trước đã, nên dưỡng ẩm là sẽ nuôi dưỡng da từ sâu bên trong cho tất cả quý khách hàng mình luôn. Và thứ hai là kem xóa thâm làm sáng da. Kem xóa thâm làm sáng da thì sẽ có công dụng là xóa bay những cái vết sắc tố thâm trên da này, loại bỏ nghiền nát những cái sắc tố thâm nám ở cấp độ 1, trả lại một làn da trắng sáng và đều màu. Và thứ ba, chủ lực hết nám được hay không là sẽ nhờ em này, đó là kem loại bỏ sắc tố. Thì em này, các chị em mình, nó là kem chủ lực nha. Nám bằng màng cám gạo, đấy là hiện tượng hoàn toàn bình thường nha. Và con đường thứ hai là trong cơ thể chúng ta có một loại tế bào gọi là đại thực bào. Thì khi mà mảnh nám của chúng ta được nghiền nát, phá vỡ, phân hủy như vậy
thành những cái mảnh vỡ vụn li ti, nó sẽ chạy lung tung trong cơ thể chúng ta. Thì nó sẽ đi đâu ạ? Thì nhiệm vụ của đại thực bào là sẽ đến nhặt dọn sạch và ăn hết đi, giống như là một cái máy hút bụi, như một cái máy dọn rác vậy đó. Và con đường thứ ba là hệ bài tiết và tuyến mồ hôi. Nên trong cái quá trình loại bỏ nám hoặc trong quá trình sử dụng bộ N3, Mai Sa luôn luôn tư vấn tất cả các quý khách hàng mình uống giúp em ít nhất là 2-3 lít nước một ngày, để cho cái quá trình loại bỏ nám một cách nhanh hơn, một cách tốt hơn nha. Mình vừa kết hợp công nghệ loại bỏ nám tần nhang đúng đầu đồ mồi bằng công nghệ tiên tiến hiện đại, vừa kết hợp giúp em bộ sản phẩm Dr. Magic, đó là bộ N3 nha. Và bộ N3 trong ngày hôm nay đang được ưu đãi sốc cho tất cả các quý khách hàng mình, từ 3.900.000 đồng chỉ còn 2.100.000 đồng thôi nha. 2.100.000 đồng là các quý khách hàng đã sở hữu bộ N3 rồi. Và chương trình ưu đãi này là diễn ra từ ngày mùng 10 đến hết ngày 18 tháng 6 năm 2023, và ngày hôm nay đã là ngày khuyến mãi ưu đãi cuối cùng cho tất cả quý khách hàng rồi. Nên tất cả các quý khách hàng nào mà mình đang muốn săn chương trình khuyến mãi thì nhanh chân sắp xếp trong buổi chiều ngày hôm nay đến cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa. Còn nếu mình chưa đến được, cứ mạnh dạn để lại số điện thoại trên livestream này thì Mai Sa sẽ chốt đơn cho tất cả các quý khách hàng mình nha. Còn các chị em nào mà mua sản phẩm hóa đơn trên 2.500.000 thì mình sẽ sở hữu ngay một phiếu chăm sóc da bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại luôn nha. Sở hữu ngay được tặng luôn nếu mua sản phẩm hóa đơn trên 2.500.000 nha. Và ngoài công nghệ Viking Spectra để nghiền nát, phá vỡ, phân hủy, đào thải tất cả sắc tố thâm sạm nám trên bề mặt da, thì Mai Sa kết hợp thêm một công nghệ thứ hai cho tất cả các quý khách hàng mình luôn, đó là công nghệ Pixel CO2. Thì bây giờ em sẽ phát trực tiếp cho tất cả các quý khách hàng mình xem nha. Các chị em mình có thấy trên màn hình livestream hiện tại không ạ? Những cái ô vuông định hình màu đỏ đỏ đấy không ạ? Thì khi mà mình chiếu ánh sáng trực tiếp qua thấu kính, tạo ra hàng chùm tia vi điểm đi sâu xuống trung bì này, giúp da của chúng ta kích thích elastin sản sinh ra collagen, giúp da của chúng ta khỏe hơn, trẻ hóa này, xe khít lỗ chân lông, căng da không cần giải phẫu nha các quý khách hàng nha. Các chị em có thấy cái ô vuông định hình đỏ đỏ trên màn hình livestream đang phát cho tất cả quý khách hàng ạ? Thông qua một cái thấu kính tạo ra chùm tia vi điểm chiếu trực tiếp xuống trung bì, hạ bì của làn da khách hàng thì sẽ giúp cho da của chúng ta kích thích elastin sản sinh ra collagen nha, gây ức chế tổn thương nhẹ trong chế độ an toàn. Và theo cơ chế tự phục hồi thì da của chúng ta sẽ kích thích lượng elastin sản sinh ra collagen. Và collagen là gì mà nó lại quan trọng như vậy để giúp da của mình trẻ hóa và căng da hơn ạ? Collagen là được ví như một dạng keo liên kết giữa các cái tế bào da. Nhưng theo thời gian, theo năm tháng, theo tuổi tác thì cái lượng collagen dưới da chúng ta dần dần chuyển hóa và mất đi. Chính vì vậy mình cần phải cung cấp và bổ sung collagen kịp thời dưới da để cho da của chúng ta trẻ hóa hơn, căng hơn, hạn chế tối đa tình trạng nhăn, lão hóa, trùng, chảy xệ. Mà collagen thì bổ sung theo đường nào ạ? Collagen thì bổ sung qua rất nhiều con đường, ví dụ như là ăn uống này, là vào cơ thể các cái thực phẩm giàu vitamin như là ớt chuông này, trứng, thịt bò, hoặc là lạp, những cái thực phẩm chức năng. Nhưng khi mà mình lạp vào cơ thể mình quá nhiều các cái thực phẩm mà không có khoa học, không có chế độ đúng thì dễ dẫn đến tình trạng là mình dễ bị tăng cân, béo phì, hoặc là dễ dẫn đến những cái bệnh nền như là huyết áp, tim mạch, tiểu đường. Chính vì vậy mà các nhà khoa học đã nghiên cứu ra những cái công nghệ tiên tiến hiện đại, ví dụ như công nghệ Pixel CO2 hiện tại các quý khách hàng đang thấy trên màn hình livestream đây ạ. Thì dưới cái cơ chế là thông qua một cái thấu kính, chùm tia vi điểm sẽ được tạo ra chiếu sâu xuống trung bì của làn da, sẽ kích thích elastin sản sinh ra collagen, giúp cho da của chúng ta căng da này, căng da, xe khít lỗ chân lông này, căng trắng mịn màng mà không cần phải can thiệp hay giải phẫu thẩm mỹ gì cả. Nhưng ngoài thị trường, nếu như mà để nghiên cứu ra một cái công nghệ như thế này mà làm cho tất cả các quý khách hàng thì chi phí sẽ rất là cao. Chi phí ít nhất cũng sẽ phải rơi vào 2-3 triệu, hoặc là thậm chí có những nơi lên đến 7-8 triệu đối với máy móc công nghệ tiên tiến chính hãng nha các quý khách hàng nha. Nhưng hiện tại Mai Sa đang ưu đãi sốc cho tất cả các quý khách hàng công nghệ tiên tiến hiện đại của nhà Mai Sa, vừa kết hợp Viking Spectra kết hợp với Pixel CO2 như vậy, mà ưu đãi lớn luôn là các quý khách hàng đi top 3 người đến với Mai Sa ưu đãi giảm giá cực sâu, chỉ còn có 400.000 đồng một lần làm ra bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại thôi. Nên các quý khách hàng ơi, các chị em nào đang gặp tình trạng về nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đốm đau đầu mồi, hoặc đang gặp vấn đề, bất kỳ vấn đề gì về bệnh lý trên da, hoặc da mình đang có dấu hiệu nhăn nhão, trùng, chảy xệ, thì mình mạnh dạn đến với Mai Sa nhá. Mạnh dạn để lại số điện thoại ở đây để Mai Sa tư vấn, và Mai Sa sẽ chốt đơn cho tất cả các quý khách hàng phiếu chăm sóc da nếu mình chưa đến với Mai Sa để chăm sóc được nha. Bây giờ mình là những người khách hàng thông minh thời đại 5.0 rồi đúng không ạ? Mình lựa chọn những nơi uy tín để mình làm đẹp nhá. Tránh tối đa là da mình bị nám, da mình bị mụn, hoặc là da mình bị những cái sắc tố trên da. Nhưng mình tìm lựa chọn những nơi không uy tín
thì khi mình lựa chọn những nơi không uy tín hoặc những cái sản phẩm mà không rõ nguồn gốc chăm sóc da thì sẽ rất dẫn đến cái tình trạng là da của mình hình thành lên là da yếu, mỏng, gân máu này, hoặc là da của mình để thành sẹo, hoặc là da bị tăng sắc tố. Ví dụ như mình sử dụng sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc này, dễ dẫn đến tình trạng là lột tẩy bào mòn da, da của mình sẽ xuất hiện là mao mạch mọt đỏ này, da rất là yếu, mỏng và gân máu luôn. Các quý khách hàng thấy không ạ? Hoặc là ví dụ như một vài cái phương pháp như là lăn kim trên thị trường, lăn trực tiếp bằng máy lăn kim tay thì sẽ tác động tổn thương lên trên da của mình, các chị em thấy không ạ? Tổn thương cực kỳ nặng trên bề mặt da luôn, chảy máu luôn ấy ạ. Chưa biết là có đẹp hay không nhưng sau đó chắc chắn là sẽ hình thành nên sẹo. Nên là chúng ta phải lựa chọn những nơi để gửi gắm nhan sắc của chúng ta nhá. Lựa chọn công nghệ tiên tiến hiện đại này, lựa chọn sản phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ và được Bộ Y tế kiểm nghiệm nha các quý khách hàng nha. Các quý khách hàng thấy không ạ? Nếu như mà mình chăm sóc không tốt này, mình đến những nơi không uy tín thì mình sẽ thấy là da của mình dễ tình trạng hình thành nên sẹo trắng này, rồi là da của mình bị tăng sắc tố này, đậm hơn, xấu hơn, đen hơn đúng không ạ? Dụ lột tẩy này, da yếu mỏng hơn. Đó, và các quý khách hàng nếu mà đang băn khoăn về dịch vụ như sản phẩm của nhà Mai Sa thì mình cứ mạnh dạn tham gia vô hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng nhà Mai Sa. Mai Sa sẽ ghim phía cuối màn hình livestream cho tất cả các quý khách hàng. Mình nhấp vô đường link đó thôi sẽ đưa tất cả quý khách hàng tới hội nhóm. Đã có hơn 277.000 quý khách hàng đã đang sử dụng dịch vụ như sản phẩm của nhà Mai Sa rồi. Sẽ feedback cho tất cả các quý khách hàng mình trực tiếp xem là Mai Sa làm có đẹp hay không, sản phẩm nhà Mai Sa như thế nào và dịch vụ nhà Mai Sa ra sao nha các quý khách hàng nha. Các quý khách hàng mạnh dạn lên trên cái hội nhóm này sẽ thấy những cái feedback như này. Đó, hiện trạng trước khi làm, trước khi biết đến Mai Sa và sau khi làm nhà Mai Sa, các quý khách hàng có thấy không ạ? Kết hợp giữa công nghệ Viking Spectra để nghiền nát phá vỡ phân hủy và loại bỏ sắc tố nám và kết hợp với công nghệ Pixel CO2 để giúp trẻ hóa căng da và trắng sáng mịn màng da nha các quý khách hàng nha. Đó, các chị em thấy không ạ? Đó, 25 năm sống chung với cả nám đinh rồi mới biết đến nhà Mai Sa này, đến với Mai Sa để làm chăm sóc da. Các quý khách hàng có thấy không ạ? Mới làm có duy nhất 2 lần thôi mà da chị từ nám đinh lì lịt từ trên trán này, thái dương này, má đậm đen mà trả lại cho chị một làn da trắng sáng, mờ nám mà da của mình lại còn căng hơn, lại còn mịn hơn. Thì tội gì các quý khách hàng không sắp xếp thời gian đến với Mai Sa để chăm sóc da và kết hợp sản phẩm nha các quý khách hàng nha. Nhanh chân đến với cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa nha. Mai Sa thì có 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc. Các quý khách hàng ở gần chi nhánh nào thì sẽ đến chi nhánh đó gần nhất để được làm đẹp thả ga mà không lo về giá nha. Và trong chương trình ưu đãi khuyến mại này, các quý khách hàng nào mà chưa ghé được cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa thì cứ mạnh dạn để lại số điện thoại trên livestream để Mai Sa sẽ tư vấn này, và chốt đơn cho tất cả các quý khách hàng mình luôn nha. Và các quý khách hàng thấy không ạ? Vi diệu không ạ? Đó, đấy là những cái feedback công tâm nhất của tất cả các chị yêu mà đã tham gia vô hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp cùng nhà Mai Sa nha. Và hiện tại thì ngày hôm nay đang là ngày cuối cùng trong chương trình ưu đãi khuyến mại cho tất cả các chị là giảm 30% trên toàn bộ dịch vụ này. Các chị yêu mà đặt online thì nhớ để lại cho em số điện thoại nhá. Cộng với dịch vụ thì đang được ưu đãi chỉ còn 560.000 đồng một lần chăm sóc da bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại thôi nhá các quý khách hàng nha. Kết hợp chăm sóc da bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại và kết hợp sử dụng sản phẩm Dr. Magic cho em nha. Các chị em nào đang có hiện tượng nám đinh, tàn nhang, đốm nâu đồi mồi thì mình sở hữu ngay cho em bộ N3 nha. Bộ N3 gồm 3 sản phẩm như thế này. Thứ nhất là kem dưỡng ẩm sâu từ bên trong, nuôi dưỡng da sâu từ bên trong, cung cấp độ ẩm kịp thời cấp thiết cho tất cả các loại da. Da mình có khỏe thì da mình mới loại bỏ các sắc tố trên da nhanh được. Da mình có khỏe thì da mình mới loại bỏ nám nhanh được. Da mình có khỏe thì da mình mới làm trắng, làm sáng, làm căng, làm mướt mịn được. Và thứ hai nữa là kem xóa thâm làm sáng da. Thì kem xóa thâm làm sáng da này, da nám thì chắc chắn là sắc tố da không đều màu, chắc chắn là da của chúng ta sẽ bị sạm. Thì cái kem xóa thâm làm sáng da này nó sẽ nghiền nát phá vỡ tất cả những sắc tố thâm sạm, làm sáng da và loại bỏ những sắc tố thâm sạm đen ở cấp độ 1. Và em chủ lực thứ 3 là kem loại bỏ sắc tố. Các chị em hết nám được hay không là nhờ vào em này nhá. Kem loại bỏ sắc tố này sẽ giúp nghiền nát phá vỡ phân hủy và đào thải tất cả những sắc tố melanin qua 3 con đường. Thứ nhất là sau khi các chị em mình sử dụng bộ N3 này, sau 5 ngày thì da mình sẽ có hiện tượng là da hơi ửng hồng, hơi châm chích và hơi bong nhẹ li ti trên bề mặt da tại những vùng có sắc tố. Đấy là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Và con đường thứ hai là trong cơ thể chúng ta có một loại tế bào gọi là đại thực bào. Thì khi những mảnh nám được nghiền nát thành những mảnh li ti
chạy lung tung trong cơ thể chúng ta, thì nhiệm vụ của đại thực bào là sẽ tới dọn sạch và ăn hết đi. Và con đường thứ ba nữa là hệ bài tiết và tuyến mồ hôi. Nên trong thời gian mà mình loại bỏ nám thì mình vui lòng uống giúp em ít nhất là 2 đến 3 lít nước một ngày nha các quý khách hàng mình nha. Và các chị em ơi, trong chương trình ưu đãi khuyến mại này, các chị em nào mua sản phẩm hóa đơn trên 2 triệu rưỡi thì mình sẽ sở hữu ngay một phiếu chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại như thế này. Ví dụ như là bộ N3 ngày hôm nay đang sale từ 3.9 triệu chỉ còn 2.100.000 đồng thôi, 2.100.000 đồng cho bộ N3 thôi. Các chị em nào cố thêm, mình có thể mua thêm chống nắng hoặc là mua thêm phục hồi da, ức chế nám. Hóa đơn cứ trên 2.5 triệu là mình sở hữu ngay một phiếu chăm sóc da bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại. Còn hóa đơn của mình trên 3.5 triệu thì mình sẽ sở hữu thêm một em sữa tắm bọt mây siêu sáng mịn nha. Và các quý khách hàng, nếu như mình chưa đến được chi nhánh gần nhất của nhà Mai Sa, cứ mạnh dạn để lại số điện thoại trên livestream này thì Mai Sa sẽ ship hóa đơn dịch vụ cũng như ship sản phẩm về tận nhà cho tất cả các chị yêu mình nha. Và hóa đơn dịch vụ của nhà Mai Sa sẽ được nhận luôn một cái hóa đơn hồng như thế này nha các chị yêu mình nha. Và Mai Sa nhắc lại là Mai Sa hoàn toàn không yêu cầu tất cả các quý khách hàng mình phải chuyển khoản trước khi đặt mua dịch vụ hoặc chuyển khoản trước khi mua sản phẩm. Mình đặt hàng online, khi nào ship về tận nhà, kiểm tra sản phẩm, kiểm tra đơn hàng rồi, ok, lúc đó mình mới thanh toán tiền cho ship nha các quý khách hàng nha. Và Mai Sa free ship trên toàn quốc, các quý khách hàng hoàn toàn yên tâm, sản phẩm của nhà Mai Sa đã được Bộ Y tế kiểm nghiệm cấp phép lưu hành trên toàn quốc, an toàn lành tính cho mọi loại da nha các chị yêu nha. Nên các chị em nào đang gặp vấn đề về nám đinh, nám mảng, tàn nhang, đốm nâu đầu môi, mạnh dạn đặt lại phiếu online hoặc mạnh dạn mình ghé cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa để được làm đẹp thả ga và không lo về giá nha. Và nãy giờ thì em cũng xin chị khách hàng này một vài phút để phát livestream công nghệ trực tiếp cho tất cả các quý khách hàng mình xem công nghệ của nhà Mai Sa như thế nào và sản phẩm nhà Mai Sa ra sao. Và trong chương trình ưu đãi khuyến mại ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi nha các quý khách hàng nha. Ngày hôm nay là ngày 18 tháng 6 năm 2023 đã là ngày cuối cùng ưu đãi cho tất cả các chị yêu mình rồi. Nên các chị em mình tranh thủ thời cơ này để lại số điện thoại nha. Để lại số điện thoại trên livestream này để Mai Sa có nhân viên sẽ liên hệ trực tiếp với tất cả các chị mình luôn nha. Cứ có số điện thoại thì Mai Sa sẽ chốt đơn được cho tất cả các chị yêu mình. Và nhớ lưu ý cho Mai Sa là Mai Sa chỉ có duy nhất hai số hotline thôi, đó là 0932699299 và 0287106999. Các quý khách hàng nhớ lưu hai số hotline lại cho Mai Sa nha. Và Mai Sa hoàn toàn không yêu cầu phải chuyển khoản trước khi mình đặt sản phẩm hay dịch vụ, nên các chị mình cứ mạnh dạn là mình, nếu như mình đặt hàng thì phải về nhà mình mới thanh toán nhá. Chị Trần Hương Mai Sa xin chào, chị Vũ Nguyệt Mai Sa xin chào. Chị Trần Hương ơi, N3 cộng với chống nắng cho em xin số điện thoại. Có số điện thoại Mai Sa mới chốt đơn được cho chị yêu mình luôn nha. Và tặng kèm cho chị yêu một thẻ chăm sóc da bằng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại. Nên chị Trần Hương ơi, mình để lại cho em xin số điện thoại trên livestream này. Mai Sa sẽ cho nhân viên liên hệ trực tiếp với chị và ship hàng về tận nhà cho chị rồi mới thanh toán nhá. Các quý khách hàng đang theo dõi livestream này, mình chưa đến được cơ sở gần nhất của nhà Mai Sa thì cứ mạnh dạn để lại số điện thoại để Mai Sa sẽ chốt đơn, có nhân viên tư vấn cho tất cả các quý khách hàng mình luôn nha. Bây giờ thì em cũng xin một ít phút để phát livestream trực tiếp cho tất cả các quý khách hàng mình rồi. Và em cũng xin phép trả lại thời gian cho chị quý khách hàng này tiếp tục làm đẹp nha. Mai Sa xin chào và cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã theo dõi ạ. Mai Sa xin chào.